Nguyễn Hồng Nhung vừa về Mỹ sau gần một năm thực hiện các dự án âm nhạc ở Việt Nam. Cô cho biết không thể vắng mặt trong ngày vui của Tân Hy Khánh vì đã 4 năm, anh mới lại tổ chức sinh nhật. Nguyễn Hồng Nhung vừa về Mỹ sau gần một năm thực hiện các dự án âm nhạc ở Việt Nam. Cô cho biết không thể vắng mặt trong ngày vui của Tân Hy Khánh vì đã 4 năm, anh mới lại tổ chức sinh nhật. Tân Khánh Hy chọn địa điểm là nhà hàng của Chi Ri Phương Trinh ở tiểu bang California anh có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ, từng được cô nâng đỡ trong ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Tân Khánh Hy chọn địa điểm là nhà hàng của Chiri Phương Trinh ở tiểu bang California. Anh có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ, từng được cô nâng đỡ trong ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang cũng có mặt. Tân Hy Khánh chia sẻ, anh mời khoảng 150 khách vì đây là dịp hiếm hoi các nghệ sĩ ở California có dịp hội ngộ sau gần 2 năm hạn chế đám đông vì COVID-19. Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang cũng có mặt. Tân Hy Khánh chia sẻ, anh mời khoảng 150 khách vì đây là dịp hiếm hoi các nghệ sĩ ở California có dịp hội ngộ sau gần 2 năm hạn chế đám đông vì COVID-19. Ngọc Quyên được một người đàn ông ngoại quốc tháp tùng đến bữa tiệc. Cô mặc trẻ trung, khoe nhan sắc gái một con. Ngọc Quyên được một người đàn ông ngoại quốc tháp tùng đến bữa tiệc. Cô mặc trẻ trung, khoe nhan sắc gái một con cựu siêu mẫu kết bạn với tân hy khánh từ lúc qua mỹ định cư cả hai từng hợp tác kinh doanh và giữ mối quan hệ khăng khít đến hiện tại cựu siêu mẫu kết bạn với tân hy khánh từ lúc qua mỹ định cư cả hai từng hợp tác kinh doanh và giữ mối quan hệ khăng khít đến hiện tại nhạc sĩ phạm khánh hưng nổi bật với trang phục cá tính ở mỹ anh vẫn duy trì sản xuất âm nhạc và thành lập nhóm l và mà tân hy khánh là thành viên nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng nổi bật với trang phục cá tính. Ở Mỹ, anh vẫn duy trì sản xuất âm nhạc và thành lập nhóm Lơ và Lờ mà Tân Hy Khánh là thành viên. Ca sĩ Ngọc Ánh Kim, thứ hai từ phải qua, diện cây đồ hiệu chụp ảnh cùng Nguyễn Hồng Nhung và chị My Hoàng, trái. Sinh nhật cô cũng mới diễn ra cách đây một tháng. Ca sĩ Ngọc Ánh Kim, thứ hai từ phải qua, diện cây đồ hiệu chụp ảnh cùng Nguyễn Hồng Nhung và chị My Hoàng, trái sinh nhật cô cũng mới diễn ra cách đây một tháng. Đức Tiến, Vết Xanh, chung bàn tiệc với mẹ của ca sĩ Bằng Kiều, bìa phải. Đức Tiến, Vết Xanh, chung bàn tiệc với mẹ của ca sĩ Bằng Kiều, bìa phải. Tân Hy Khánh kể lần gần nhất anh tổ chức sinh nhật là năm 2017, với quy mô bằng một mini sâu ấm cúng. Sau đó, dịch bệnh khiến anh nhiều lần trì hoãn kế hoạch cho đến cách đây một tháng, anh mới chính thức chuẩn bị bữa tiệc này. Tân Hy Khánh kể lần gần nhất anh tổ chức sinh nhật là năm 2017, với quy mô bằng một mini show ấm cúng. Sau đó, dịch bệnh khiến anh nhiều lần trì hoãn kế hoạch cho đến cách đây một tháng, anh mới chính thức chuẩn bị bữa tiệc này. Dù tiệc tùng hoành tráng, anh cho biết kinh phí không nhiều vì được chi ri phương trinh tài trợ một phần. Mọi người đến chủ yếu để chia sẻ niềm vui với tôi và nghe hát. Rất lâu tôi mới lại có cơ hội gặp gỡ nhiều khán giả đến vậy, anh chia sẻ. Dù tiệc tùng hoành tráng, anh cho biết kinh phí không nhiều vì được chi Ri Phương Trinh tài trợ một phần. Mọi người đến chủ yếu để chia sẻ niềm vui với tôi và nghe hát. Rất lâu tôi mới lại có cơ hội gặp gỡ nhiều khán giả đến vậy, anh chia sẻ. Năm ca sĩ hát sau tất cả để mở màn, sau đó các khách mời lần lượt thể hiện những ca khúc từ sôi động đến sâu lắng. Năm ca sĩ hát sau tất cả để mở màn, sau đó các khách mời lần lượt thể hiện những ca khúc từ sôi động đến sâu lắng không khí vui vẻ, náo nhiệt trong tiệc mừng tuổi mới của Tân Hy Khánh. Tân Hy Khánh sinh năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh Anh qua Mỹ học ngành truyền thông sau đó kinh doanh và ca hát như nghề tay trái. Nam ca sĩ khởi đầu con đường nghệ thuật từ việc tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng do Chi Ri Phương Trinh tổ chức. Anh ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay vào năm 2016 là nếu có một khoảng cách. Không khí vui vẻ, náo nhiệt trong tiệc mừng tuổi mới của Tân Hy Khánh. Tân Hy Khánh sinh năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh, anh qua Mỹ học ngành truyền thông sau đó kinh doanh và ca hát như nghề tay trái. Nam ca sĩ khởi đầu con đường nghệ thuật từ việc tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng do Chi Phương Trinh tổ chức. Anh ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay vào năm 2016 là nếu có một khoảng cách. Lam trà